Xin chào các bạn. Hôm nay các bạn bò sữa nè, lợn nè, voi con nè, con voi màu hồng nè, bạn tích cọp nè, mèo két nè, mèo vàng nè, và bạn tích nè sẽ chơi đá bóng nha. Cho đội nào mà để cho bóng rơi ra phía đằng sau là đội ấy thua nhá. Ôi, đội bạn lợn con thua rồi, tỷ số là 1-0. Đội bạn bò sữa đã thắng rồi, ăn một quả nha. Nào, đá tiếp. Sút nào. Đều nha. Lại chơi tiếp nào. Chơi tiếp. Nào. Con đá nào. Sút. Đá tiếp đi. Nào. Sút đi, sút 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 nào, sút nào. Sút nào, sút nào. Ôi trận đấu như gây cấn làm sao. Ôi bạn bò sữa bị ngã rồi. Tiếp. Rồi, bây giờ xem nào, xem còn bao nhiêu phút nữa nha. Còn 1 phút nữa thôi là hết trận đấu. Nào, cố lên, phút cuối cùng. Nào, sút nào. Kết quả là 1-1. Không bạn nào thua, hai đội, không đội nào thua. À, để kết thúc.
trận bóng là chúng ta cùng đi liên hoan đi, cùng đi chơi thôi.